2, 3, 4. Nào, một lần nữa làm cho nhuần nhuyễn và nhanh hơn nhá. Giơ tay nào. Giơ hai tay để mình chưa phải. Rồi. Bây giờ hai tay ra. Ví dụ thì chúng ta đang đi mà nghe hiệu lệnh của thuyền. Đúng rồi. Sóng xô vào mặt trái đương nhiên con thuyền. Về là nó phá tan hoang cái nhà này. Hồi dưỡng vào. Từ thôi. Đây 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 đây. Bụng già yếu thì đã đành rồi nhưng mà cái con này ấy nó cô yêu và họ đấy chúng ta sẽ biết số 4 ạ. Bắt đầu trước thì sẽ có rồi đúng không? Nhờ các bạn đâu không thì đẹp. Ai cũng có rồi mà ai cũng muốn. Làm gì biết đâu, không biết đâu. Cứ thường xuyên nghỉ việc như vậy thì sẽ rất dễ bị kỷ luật. Hoặc là của chúng ta là làm việc với một cái cường độ rất cao. Liên sĩ, bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn, một chuyên gia tư vấn sinh dục. Là hai lần nữa nhá. Hừ. Có bị bệnh và giúp cho chúng ta có thật nhiều năng lượng.